Ồ, quá vậy thơm luôn. Quá thơm quá cả nhà. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Gọi đầu gì vậy? Gọi đầu chú Sinh. Gọi đầu chú Ba. Được không? Chị Ba con gọi ông cậu. Sao bạn? Bạn muốn ăn cúc không? Ừ. Ăn lần nào chưa? Ăn rồi. Rồi hả? Đi đầu tiên. Còn bạn, bạn ăn lần nào chưa? Được. Chưa luôn hả? Lần đầu tiên của bạn hả? Đấy con. Ăn lần nào chưa bạn? Dạ con. Anh ăn thấy nó làm sao? Ngon. Ngon làm sao? Thôi vậy nghỉ ăn đi. Ngon. Bạn rồi rồi ăn cho xin lỗi ăn rồi. Bạn ăn chưa? Rồi. Cúc chiên hay là cúc nướng? Cúc nướng hả? Ngon lắm hả? Ngon. Ăn mấy con? Ăn năm con. Buồn tay, buồn tay. Ngày nào tôi cũng ăn hết trơn. Vậy, nấu ăn chưa hả? Sao ốm nhom vậy? Cái gì mà ốm? Con này nè. Con qua 23 kg rồi. Rồi, tiết băng. Con đâu? Con mèo, có con mèo chứ trời ơi mèo. Đi đâu vậy? Đi đâu rồi? Chán mót luôn. Dạ dạ. Mèo. Rồi luôn. Quá trời đồ luôn. Nào lên đây mua đồ về. Mua mấy cánh này về. Ngon. Dạ. Mấy con à? Đây. Vậy. Dạ giống vậy. Chơi về nè. Đi. Đi. Bốn con. Ủa. Cúc chưa? Ủa nhiều đó con sao ăn đủ. Ừ. Với nhà đúng không?
đủ không? Không đủ. Thì bốn con đủ rồi. Bốn con đủ. Chín đứa. Không có đủ. Có bốn con. Không bé ơi. Thôi vậy ăn không? Thôi mà năn nỉ mà ăn đi. Vậy hả? Sao? Đủ không? Cả nhà ơi, bây giờ nắng quá nha. Mình vừa mới hoàn thành xong mấy cái con cút này nè. Giờ mình đã làm hoàn thành sạch sẽ rồi. Mình có bỏ thêm một ít muối để mà mình sát khuẩn nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ ướp nó sa tế thêm một chút gia vị đường bọt tiêu. Rồi mình sẽ ướp nó cỡ một tiếng thôi. Rồi mình sẽ bỏ vào cái nồi điện để mình hấp nó lên nha. Rồi để mình thưởng thức coi thử coi cái món ăn ngày hôm nay nó như thế nào nha cả nhà. Đây là những con cút mà mình vừa mới làm xong rồi cả nhà. Rồi cả nhà thấy không? Đã làm sạch sẽ với lại rửa qua nước muối rồi. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi ướp sa tế thêm một chút gia vị vào nha. Còn đây là cái chén bộ lòng gan tim có nói nghe cả nhà. Mình sẽ hấp riêng. Đây, cút mình đã ướp xong hết rồi. Giờ mình sẽ chờ một tiếng hoặc là 30 phút gì đó rồi mình đem ra mình hấp nha. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong món cút rồi, bây giờ mình chỉ còn là găm điện vô là mình hấp thôi. À đây là con nhỏ cháu mình nè, rồi nó theo mình dữ lắm cả nhà. Đó, ghê không? Hello đi, hello đi. Hello đi cô Kha. Hello đi các bạn. Hello. Đó, hello. Quá trời độc. Độc lắm cả nhà ơi, mình vui, vậy là vui, cuối tuần là mình sẽ làm một cái món gì đó. Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà sao? Ghê, nó sẽ quắc luôn hả? Nó nói nó muốn sẽ quắc kìa.
Ok ok. Các bạn thấy vui không? Yeah! Nói lại cái. Yeah! Kè cái miệng ra. Ủa mình diễn lâu lắm rồi đi nhé. Rồi đủ rồi, vậy được rồi, vậy thôi bây giờ mình kiếm điện nha. Cái gì ok vậy? Ok con dê 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 dê. Không ok dê mà. Ok. Ok. Mày không hớt được đâu con trai. Tobi không tình yêu. Vậy nó lại cái gì? Ok. Ê. Vậy bình thường không? Rồi chưa thôi được rồi đi về lấy cơm đi bạn. Rồi rồi rồi. À cái gì đây? Mình là con có. Nhà con hết cơm rồi. Để về em coi lại coi. Còn cơm không? Chia sẻ cho thầy đi. Lấy cơm mày vô đi. Rồi cái nhà mình có một cái nồi nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái nồi này ha. Dùng cái nồi này để mà mình hấp cút nha. Đây là món cút rồi nha. Đó, cút của mình nè. Còn cái chén này sẽ hâm, mình sẽ hấp riêng nha. Đó. Đây, đây đổ điện. Mình đã gâm điện rồi. Giờ mình chỉ còn đổ nước vô thôi là ok. Con đụng nó, đi ra kia ngồi đâu. Rồi, mở ra nè. Rồi, giờ mình hấp nha. Đúng. Ok, giờ mình hấp nha. Chào cả nhà, mình sẽ đợi cô Lan nha. Cái mày đâu? Rồi đó cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ chờ cút chín nha. Đây. Chưa đâu, mới thôi. Đừng có gõ con. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là mình đã hấp xong rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món cút hấp của mình nha. Rồi, bây giờ mình mời cả nhà nha. 1, 2, 3. À, mấy đứa cháu mình nó lấy cơm rồi nha. Nó chuẩn bị cơm. Chuẩn bị. Nóng hổi luôn, mới nấu luôn. Cơm mới nấu không? Đi từ từ.
các cháu mình nó đã lấy cơm rồi cả nhà, lấy cơm để ăn cúc á. À, tự mấy cháu mình lấy thôi, chứ mình thì chỉ là muốn cho mấy cháu ăn cúc thôi. Giờ mình ăn chim cúc nha. Đó cả nhà, đây là chim cúc của mình nè. Ồ, quá trời thơm luôn. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Hồi nhìn thơm ghê luôn á. Trời, quá đã luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình làm cái món hấp sa tế để mà cho cả nhà cùng thưởng thức, biết được cái hương vị và cái ngon của nó như thế nào. Giờ mình ăn nha cả nhà. Quá trời thơm ở nhà, ngon quá. Ồ, có cái trứng con nhỏ cháu nó gửi để đây cho mình luôn, mình hấp cho nó ăn luôn á. Đó, bây giờ sẽ bỏ ra từng con một cho cả nhà xem nha. Đó, quá trời ngon luôn. Chia ra cho đều ha, cho đều ba dĩa. À, ai có kéo gì lấy kéo nha. Ai có kéo gì lấy kéo cắt. Nè, lấy gì lấy kéo cắt đi con, nóng lắm con ơi, nóng lắm. Gì vậy? Nóng lắm. Nóng lắm mấy con ơi. Nóng quá, nóng không? Từ từ mấy con, từ từ nóng á. Rồi. Thôi bỏ vô luôn đi ba. Bỏ vô luôn đi bé. Bỏ cho mẹ ăn cái cảnh rồi. Ăn không đi giùm ba. Rồi ăn đi mấy con, ăn đi. Em không đi ăn cái đầu, ăn cái đầu kìa. Để ra cho mẹ. Có ai được miếng cho cộng miếng nha. Kìa. À, có rồi, có rồi. Lũ hai con. Lũ hai con. Rồi đúng rồi, nữa hai con đúng rồi. Đó đó. À, hay lấy cái đầu đi. Cho cộng miếng nha. Của cậu con nữa đó. Ta biết rồi nhưng mà cho cộng miếng. Thôi con ăn đi. Nè bỏ xé đi, bỏ xé ăn đi. Con cắt đi, con cắn đi. Cắn đi. Mọi đứa một con mà. Đây là cái trứng của cháu mình nha, mình đưa cho nó nha. Ăn cái đầu không? Con bé anh là nó không ăn nè. Mình đưa nó. Trứng cho nó. Nó rất là ngon nè, ngon không Tư? Ngon. Quá chuẩn luôn. Chưa thử sao biết. Trời. Nhưng mà ý là nó nãy thử một con cả nhà ngon hả? Cái này kiểu như nó chưa chưa thử con thứ hai. Xé mạnh ra, ngon không? Xe đây con, xe đây. Đỡ cuốn miệng kìa bây. À, cái đầu. Xe cho tôi cái, xe tôi đùi đi. Cho miếng đùi, xe đùi, đùi, xe được không? Đầu cũng được. Để đầu đi. Vậy đi thì cậu xé cái đùi cậu. Cái mông. Rồi xé cậu đùi đâu. Xé đâu? Đây mình thấy không? Rồi xé đây nó không chăm xé được nè. Đó. Cái đùi. Trời ơi, cái đùi cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Trời ơi cái đùi nè. Ngon ha. Trời ơi. Quá trời ngon, ngon cả nhà. Ngon. 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 Ngon cả nhà. Quá trời ngon luôn, cho một mười điểm điểm. Ngon quá nhà. Cái này là mình sẽ hấp ngay nha. Hấp nha. Đi ra. Đúng rồi. Ngon nha. Còn nó không? Cái thịt nhiều luôn quá trời. Xem thịt. Có xương chân gấu. Thôi khỏi đi, giục giục nó đi. Chăm cái cọng thịt đó chăm. Ờ này này ngon. Này ngon quá trời luôn. Trời ơi, nhìn nè, quá hấp dẫn luôn. Ờ. Thôi đi cọng nha. Thôi đây. Ok. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Quá trời ngon. Chút miếng à. Đâu. Ăn đi quá trời luôn ăn. Trời ơi. Ngon quá vậy, quá đã luôn. Đã quá. Đó, con lưu hai con cũng lưu á, lưu lắc đem về con. Lắc đem này về. Ngon cơm, cơm ngon. Rất là hiếu hảo đem về cho chị gái. Đúng. Tất cả thương chị nha. Hào về cũng đập lộn hết trơn. Vậy hả? Uống lộn hả? Ngon thiệt. Xé ra. Ăn khi mà ré vậy. Ngon nhưng mà cứ dùng không cay. Ăn đi, ăn đây nè, ăn đi. Đó, đó bòi 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 biết ăn rồi đó nha. Bòi biết ăn rồi đó, nè đứng nè. Sao vậy bầu? Sao vậy bạn Thiện?
Thấy không, con thiện rất là giỏi nha. Ủa mẹ mất trơn à. Nước chị uống đi, chị xin thằng ngô kìa, nó có kìa, nó có nước kế bên kìa. Không chờ đâu. Sao ô? Ô ăn chưa? Nó không có ăn. Ô ăn hả? À? Nó ăn trứng không mà. Ăn trứng qua chỗ Tư kìa, ý Tư đi lẹ thiệt, Tư ăn hết trứng rồi. Tư chưa hả? Trời ơi, cậu con chó. Đây nè. Ê, ê, em uống trà sữa. Một ly trà sữa được rồi. Biết không? Xanh không rồi. Trời ơi, uống nước đây nè. Lưu mình lít người ta. Ba. Con quá đẹp trai mà đó, Nguyễn Cấm luôn. Cái mình này hết trời ha. Ăn vô. Ờ cái mình này thịt nhiều người con nó rồi, đúng rồi đó. Cậu ai bé bây giờ chưa hết nữa. Cho gì bán ly cho sữa nhiều đông. Ở đâu? Mẹ ngô bán á. Vậy hả, nhiêu ly? Có 15 ly. Đó, quá trời thiệt ngon, con đàn cô con có thiệt ngon quá ha, thịt không à. Đó, thịt của trời đâu có thiệt ha. Thịt nhiều không thiệt? Nhiều quá. Đâu, thịt đâu, của Bi đâu? Con này của Bi à? Bi xé mạnh ra, Bi xé hai bên hông á. Đó, nó thấy không? À, ngon lắm Bi. À, Tư kìa, Tư ăn gần hết rồi. Trời ơi. Nè, Hy nè. Ăn nguyên con luôn. Rồi nó bỏ gì? Á, á, trời ơi. Nè, cô đổ cái này nè. Dạ. Đổ cái quài kìa. Đâu? Nè. Đó. Uống đi. Bằng nhớ cái bàn tay. Ta đi đánh này. Đâu con này, con này ăn cho hả? Ê trời trời. Sao nè. Ăn ngon cho các bạn nè. Cái đồ quá trời ngon cái nhà. Mà cái nhà nha. Trời ơi. Trời ơi. Ăn xong rồi. Ngon ghê ha. Ai kia dở luôn. Mấy vậy? Ai kia dở nghĩ trang luôn ha. Đúng không? Lấy cơm qua kìa. Cơm ngon dính nè. Nó lấy ra đi. Đâu thịt nhiều không? Thịt nhiều không? Ừ. Ôi trời. Cô xé mạnh ra đừng xé dậy, xé nhát nữa. Ừ. Giật mạnh ra. Quá ngon cả nhà. Thịt không à? Rồi cả nhà, đây là những cái gan lòng tim của nó nha. Bây giờ nó mình đã hấp xong rồi. Mình có ướp sa tế vô luôn. Nhìn rất là thơm và ngon lắm cả nhà. Mời cả nhà mình ăn thử nha. Quá trời ngon cả nhà ơi, đã quá. Chụp quần nha, quá ngon. Quá đã cả nhà, ngon quá. Trời ơi, món cút này quá ngon cả nhà. À thôi, bây giờ cậu cháu mình xin hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bây giờ, bye bye, xin chào cả nhà nha. Bye bye. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà giống như bây giờ ăn ngưỡng gì.